vị và các bạn đang theo dõi Mục An toàn giao thông vì bình yên cuộc sống. Thưa quý vị, lấn chiếm hành lang giao thông làm nơi họp chợ đã và đang diễn ra tại nhiều địa phương. Tuy đã được chính quyền và lực lượng chức năng hàng năm thực hiện nhiều đợt cao điểm ra quân xử lý, song tình trạng này vẫn không chấm dứt mà tái diễn nhiều lần, do đó nguy cơ mất an toàn giao thông đang diễn biến phức tạp. Tại điểm giao cắt giữa đường vào khu công nghiệp Sán Khẩu và đường tỉnh lộ 477 thường xuyên xảy ra tình trạng người dân lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi họp chợ, khiến cho giao thông ở đây rất phức tạp, nhất là vào giờ tan ca của công nhân. Để khắc phục tình trạng này, chính quyền địa phương đã quy hoạch một điểm họp chợ tạm để đáp ứng nhu cầu mua bán của người dân. Trước kia thì bà con vẫn thường xuyên lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để buôn bán, và được sự vào cuộc của đồn công an công nghiệp Sán Khẩu và các cơ quan chức năng thì đã tuyên truyền cho bà con, và đến nay là bà con đã không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để buôn bán và đậu đỗ xe. Hiện tại là đường là đã không gây ùn tắc giao thông trong giờ cao điểm. Đây là những hình ảnh được ghi tại khu vực chợ Sán Khẩu, xã Gia Trấn, huyện Gia Viễn. Người mua, người bán ồn ào, nhốn nháo, hàng hóa tràn xuống cả lòng đường, mặc cho người và phương tiện giao thông đi lại rất đông. Vào chợ thì cái hàng này nó khói, với lại người ta phòng cháy nên là người ta không cho vào. Không nghĩa là mấy hôm nay là người ta làm cái cột ấy này nó vướng, nên là chị mới đứng xuống đấy, chứ còn thì chị đứng gọi lên trên này, gọi lên kia. Thì trong chợ nó khói, nó chật chội, để ngoài này có ảnh hưởng gì đâu. Mặc dù chính quyền địa phương và lực lượng chức năng thường xuyên nhắc nhở, xử lý các trường hợp vi phạm, thế nhưng chỉ cần vắng bóng lực lượng này, mọi chuyện lại đâu vào đấy, vi phạm lại tái diễn. Cô ngồi trong chợ là 9 giờ 5 rưỡi thì ra đường. Còn ở trong chợ không ngồi trong đây. Rõ ràng đây chính là các hành vi nhờn luật, nhờn quy định. Do đó, để khắc phục tình trạng này, các địa phương cần tiếp tục tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc chấp hành các quy định về đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông. Lực lượng chức năng xử lý nghiêm các vi phạm, đảm bảo tính răn đe, tránh tình trạng này tái diễn nhiều lần để hạn chế những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Vâng, thưa quý vị, việc lấn chiếm hành lang giao thông làm nơi họp chợ, bày bán hàng hóa không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông. Tuy nhiên, phải nhấn mạnh rằng có cầu sẽ có cung. Vậy nên không chỉ xử lý người bán hàng mà thiết nghĩ phải nhắc nhở, nâng cao ý thức của người mua hàng để đảm bảo an toàn cho chính mình. Chương trình sẽ được tiếp tục với một số tin tức đáng chú ý. Tổng cục Đường bộ Việt Nam đang xây dựng đề án đầu tư hệ thống cân xe tự động trên cả nước. Sau khi thí điểm thành công trên quốc lộ 5, hiện các cục quản lý đường bộ đã kiến nghị lắp đặt cân tự động tại đoạn Dốc Xây, Bỉm Sơn, Thanh Hóa, Hoàng Mai, Nghệ An. Vì khu vực này có nhiều xe chở xi măng, chở đá qua lại. Một số tuyến đường cửa ngõ Hà Nội như Vành Đai 3, Cầu Thăng Long, Cao tốc Pháp Vân, Cầu Rẽ cũng được đề xuất lắp đặt cân tự động. Theo dự thảo, nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa đang được Bộ Giao thông Vận tải lấy ý kiến. Phương tiện thủy vi phạm quy định về tín hiệu bao gồm âm hiệu, đèn hiệu, dấu hiệu và cờ hiệu khi không bố trí đủ hoặc không đúng với mỗi tín hiệu, hoặc mỗi tín hiệu trên phương tiện không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, hoặc mỗi tín hiệu trên phương tiện không hoạt động theo quy định sẽ bị phạt lên tới 7 triệu đồng. Dù lực lượng chức năng các địa phương đã tăng cường kiểm soát tình trạng xe quá khổ quá tải, tuy nhiên việc xử lý đang gặp nhiều khó khăn, bất cập. Trong đó khó khăn nhất là vấn đề hạ tải. Trên đường không có bãi tập kết để các phương tiện vi phạm quá tải, hạ tải theo đúng quy định. Do đó, nếu chiến sĩ cảnh sát giao thông áp tải các xe quá tải từ các tuyến quốc lộ về điểm dỡ hàng hóa, thì sẽ thiếu người cắm chốt để kiểm soát tải trọng xe do lực lượng mỏng. Đoạn clip ghi lại hình ảnh tài xế sử dụng chân để lái chiếc xe khách giường nằm đã khiến nhiều người vô cùng bất bình. Theo quy định tại Điều 8, Nghị định 100 của Chính phủ, người điều khiển ô tô bằng chân sẽ bị xử phạt từ 10 triệu đồng đến 12 triệu đồng và bị tước bằng lái xe từ 2 đến 4 tháng. Thưa quý vị và các bạn, từ tình huống trên có thể thấy để hạn chế các vụ tai nạn phải bắt đầu từ chính ý thức của người tham gia giao thông. Mỗi lái xe cần nhận thức được phía trước tay lái là cuộc sống. Đây cũng chính là thông điệp mà những người thực hiện chương trình muốn gửi đến quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn tham gia giao thông an toàn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.